Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Bình Dương TV. Hôm nay Bình Dương xin giới thiệu một hiệu ứng chuyển cảnh khác. Mình là xài phần Smart ở trong Adobe Premiere. Đầu tiên mình sẽ quay hai video. Mời tất cả các anh chị các bạn cùng xem video mình vừa quay. Và muốn ghép hai video này lại thì mình nên chọn một cái chuyển cảnh nào cho nó ấn tượng. Nên bây giờ mình vô sẽ giới thiệu cách chuyển cảnh mới. Mình vô sẽ kéo hai video này vào. Cắt những đoạn dư thừa mình bỏ đi. Kéo này bên sụt 2 và anh bỏ video này phía dưới. Mình đặt tại vị trí là mình cần chuyển cảnh. Và sau đó mình chọn công cụ hình cái viết này mà. Đó là Smart. Và mình chọn vô đó. Rồi mình vẽ nơi mình cần xóa đi. Mình đảo vòng tròn lại. Đấy, rồi mình thấy nó xóa đi không? Ở trong bốn Smart này là mình phải chọn tỷ tích vào. Ở phần Max Finder là mình chọn 90 để cho nó mượt hơn. Phần này phải chọn 15 là được. Rồi xong. Là mình phải chỉnh từng RAM một cho đến khi nào hết màn hình này thì thôi. Đây, mình tiếp tục. Mình làm cứ tiếp tục như thế cho đến hết phần RAM còn lại. Phần này mình xin tua nhanh nha các anh chị các bạn, tại mình này làm giống giống nhau thôi. Mình muốn cho đẹp thì làm kỹ hơn tí. Đã xong.
mình dựng hết frame luôn. Giờ mình Dương xin export video này ra cho các bạn cùng xem nha. Export video xong, mời các anh chị và các bạn cùng xem video Bình Dương vừa export. Video thứ hai Bình Dương cũng xin sử dụng phần mềm Mac, nhưng mà với theo cách chuyển cảnh khác. Mình sử dụng điện thoại, vừa sử dụng điện thoại và vừa sử dụng phần mềm Smart này. Nó rất nhiều ý tưởng để mình làm cái chuyển cảnh này. Để mình Dương lấy cái trước tiên là tất cả anh chị các bạn phải quay hai video. Đấy, video phải quay dạng vậy để mình có ý tưởng mình chuyển cảnh. Coi như mình kiếm hình ảnh rồi mình đưa ra hình ảnh thực tế luôn. Từ cái điện thoại mình kiếm coi như là địa chỉ này ở đâu, và mình sẽ cây mắt này để mình ra cái hình ảnh thực tế bên ngoài luôn. Đây video thứ nhất và video thứ hai. Và mình mượn tạm cái video từ Playcam này. Đấy. Giờ bắt đầu Bình Dương sẽ làm cái hiệu ứng chuyển cảnh này. Đầu tiên mình lấy hai cái đoạn video này ra. Bỏ đường tiếng đi, không cần thiết. Và cắt đi đoạn dư thừa luôn. Đấy, vậy giống như mình đang tìm kiếm một địa chỉ ở trong tấm hình. Video nên bỏ phía trên. Còn video mà mình cần play thì mình bỏ phía dưới. Đấy, và vẫn dùng công cụ Smart tương tự vậy thôi. Đấy. Rồi, coi như mình xóa từ từ. Nhờ xóa từ trên đến dưới. Mình vẫn giữ công cụ Smart. Đây. Bắt đầu mình xóa phần nào thì mình sẽ chọn ở phần đó. Đấy. Rồi mình đảo vòng tròn lại. Đây, công cụ để đảo vòng tròn nằm ở phần Aspect Control, ngay chỗ chuột. Rồi mình kéo view này lại để cho mình dễ thấy. Rồi, mình thấy nó hợp lý là được. Ok. Rồi tới đây. Xong. Mình nhấn tương tự, mình tích chọn bố Smart này đây. Ở filter thì mình chọn 90 đặng cho nó mịn hơn. Ở đây mình chọn 15. Và mình làm tương tự giống như nãy. Và mình làm từ hết từ ở phía trên video cho tới phía dưới video. Mình kéo sao cho nó hợp lý là được. Mình làm càng kỹ thì nó sẽ càng đẹp hơn.
mình chỉnh xong và mình chọn hình ảnh sao mà nó tương đồng từ trên đến dưới. Nếu mình thấy video nào hoặc mình vừa ý thì mình sẽ export ra. Chuyển cảnh 22 và export. Vậy là export video đã xong. Mời tất cả anh chị và các bạn cùng xem lại. Video thì mình chỉnh quay đỡ để ví dụ cái phần mềm Smart này thôi anh chị. Vừa giới thiệu xong cái phần chuyển cảnh, mình Bạch Dương xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở một video tiếp theo. Nếu các anh chị thấy hay hãy like, share, đăng ký để theo dõi những video mới nhất từ Bạch Dương. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở một video khác.